Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối 11 tháng 4, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ trước khi bị bắt ông phan văn thắng từng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra lý do ông thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại trường đại học đồng nai trước khi bắt ông thắng cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông trần quốc trung Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai là giám định viên trong vụ án Trường Đại học Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ. Một nguồn tin cho biết, sở dĩ ông Thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán Trường Đại học Đồng Nai, bị bắt giam trong vụ sai phạm ở Trường Đại học Đồng Nai. Vì vậy, ông Thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án Trường Đại học Đồng Nai. Được biết ông Phan Văn Thắng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện thống nhất tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông Thắng được phân công giữ chức vụ trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước khi nghỉ hưu, ông Thắng là chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Ngay đầu giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều đồng ý với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, trùng hóa đơn Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù theo viện kiểm sát trong vụ án này đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mức án Vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Cựu thứ tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca chịu trách nhiệm hình sự độc lập ở hành vi này. Theo vị kiểm sát, ông Ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, 4 lần nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, Phòng Giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Bây đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Về số tiền nộp khắc phục hậu quả, đến nay các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng các bị can trên trong quá trình điều tra truy tố đã chủ động khắc phục, tác động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị can Trịnh Văn Quyết và hai người em được hưởng tình tiết giảm nhẹ gia đình có công với cách mạng, bị can Trịnh Văn Quyết tham gia hoạt động thiện nguyện nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tài khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Thiện Phú, Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán thành phố, Lê Thị Thiết Hằng, cựu giám đốc phòng giám sát giao dịch, nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Ông Lê Hải Trà có bố đẻ là liệt sĩ nên cũng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm X khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết, ba thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 799,6 m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9 m2. Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan điều tra đã kê biên bốn thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm 158,3 m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, ba thửa đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, hai thửa có diện tích 200m2, một thửa có diện tích 125,3m2. Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 193,1m2, một thửa có diện tích 165m2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra soát ngăn chặn giao dịch khóa chiều ghi nợ. Đối với tài khoản đứng tên, các cá nhân gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp. Đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga